Monin anh chị, Monin số tự động bản đủ 2017, một chủ mua mới biển Bình Dương, xe khá đẹp nha anh chị, sơn rin xe này còn nhiều cả xe luôn, mí cản mí đầu rin hết, sơn rin còn trên 95% nha, và odo chạy rất là ít luôn, chạy có bốn mấy 50.000 anh chị, bốn mấy 50.000 à. 2017 bản đủ SI số tự động, xe này màu bạc nha anh chị, màu bạc, odo chạy ít, máy rin 100%, chất xe Bình Dương thì đẹp miễn bàn. Anh chị coi nha, mâm xoắn ha, vỏ lốp còn mới tinh, xe này chủ vừa mới thay một bộ vỏ mới anh chị, vừa mới thay bộ vỏ mới, đèn là đèn led rồi ha, đèn led rồi anh chị, phim cách nhiệt nè, màn hình nè, cam hành trình nè, bản đủ thì nó gồm có gương gập điện nè, tích hợp xi nhan nè, và túi khí an toàn 4 bánh, có túi khí an toàn và thắng ABS 4 bánh, nói lộn nha anh chị, thắng ABS 4 bánh và có túi khí an toàn, gương gập điện và tích hợp xi nhan trên gương. Xe này thì ban ngày là có đèn led ban ngày luôn nha, đèn led trước và đèn led sau, đèn gầm là đèn bi cầu, đèn chiếu gần và đèn chiếu xa cũng là đèn bi luôn anh chị, quá đẹp chị ơi, quá đẹp. Cái xe này là một trong những con xe rất đẹp nha, nếu ai thấy con xe này là cảm thấy vừa ý ngay luôn, nó rất là đẹp anh chị, nội thất là riêng theo xe hết, ghế da theo xe luôn, nên chị coi nè, đèn rất đẹp, sáng trưng à, nó không có bị rạn, không bị nứt gì hết nha. Xe này thì bên Tâm bán cho anh chị mình là 290 nha, 2017, nhưng mà được cái xe nó chạy rất là ít, bán 290 nha anh chị. Nước sơn rin xe này thì còn khoảng trên 95% luôn á, mình thùng cửa nẻo này là nước sơn rin hết nha, và còn mới, mới xe còn mới dữ lắm anh chị, thì nó mới như vậy thì bảo đảm chất lượng nó sẽ tốt rồi ha. Bên Tâm bán cam kết cho nhà mình là xe này không không đâm đụng, không ngập nước nha, không lỗi ha, nước sơn rin xe còn nhiều, rất là nhiều nha, và xe không có cái gì để mô tả cái điểm yếu của nó hết, toàn là thế mạnh không nha anh chị, cực đẹp. Mình nhìn cái bàn phím này mình biết cái xe nó có đẹp hay không nha anh chị nha. Đây, thấy nó đẹp dữ không? Còn mấy xe kia là cái này nó mờ hết à. Đó. Xe này anh chị mà đi tìm xe đẹp là lên gặp xe này ưng liền. Và ký ủy quyền được, rút hồ sơ sang tên được, ký ủy quyền được, nói chung là được hết nha anh chị nha. Keo chỉ nè. Xe thật là mới luôn anh chị. Ốc tán nè, hồi nó mới, bạn lời chưa mở con nào hết, và ghế này là ghế theo xe nha anh chị, ghế theo xe mà còn khá là đẹp luôn ha, nói chung là được thôi chứ không phải là đẹp, nhưng mà ghế này là không có nên thay nha, ghế theo xe ít có cái Monin nào mà ghế nó còn lắm, mà đây là con xe này ghế còn nha, bởi vì xe mà nó chạy 30-40 ngàn là ghế nó hư hết rồi, ba mấy 40 ngàn là ghế hư hết rồi, mà xe này ghế còn nè, cục số quá đẹp. Qua lăng thì khôi rồi luôn, như cái qua lăng mới luôn chị. Xe này là đúng chất lượng và đúng đúng ha. Công tắc nè chị. Mới lắm. Có cam hành trình nè, ốc tán nè, còn chấm sơn kiểm định của nhà máy hết nè, xe này thì đẹp khỏi nói rồi đó, rất là đẹp luôn anh chị, anh chị mua xe này về bảo đảm hài lòng liền luôn, bởi vì em còn tốt quá mà. Hai trăm chín thì bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho nhà mình nha, ký công chứng mua bán hoặc là ủy quyền hoặc là rút hồ sơ đều là được hết nha anh chị nha. Đó, xe thật là đẹp luôn, rất là tươi ha, keo chỉ đồ là rin hết, ốc tán là rin hết, chưa mở con nào, vỏ là được chủ người ta mới thay vỏ, mâm là không có trầy,
Đèn là đèn rất đẹp luôn, chữ Morning là mới tinh nè, 290 nha anh chị, màu bạc, keo chỉ là chưa có mắc một tí nào và ốc tán là chưa tháo ha. Cửa cốp capo là nguyên hết nha anh chị. Đẹp lắm anh chị ơi. Vỏ là còn 95% trở lên nha. Gầm bệ thì mới tinh nè. Thật sự xe này đẹp lắm nha. Anh chị mua xe này về làm của đi, làm chân đi lại đi ngon. Dòng này nó cũng bền và nó khá là tiết kiệm. 100 cây số chắc khoảng 5-6 lít gì đó. Ốc tán nè, còn chấm sơn hết. Còn đẹp dữ lắm, chưa có mở con nào hết à. Bao đẹp, bao chất lượng nha anh chị. Keo chỉ, keo bọng là rin hết trơn luôn nè. Ốc tán bản lời nè, chưa mở con nào. Chất xe thì quá đẹp anh chị ơi, quá đẹp. Keo chỉ là rin hết nha. Và còn rất là mới nữa chứ. Đây này, Tâm rất là tự tin khi mà bán sản phẩm này cho khách hàng của mình ha. Khách hàng thân yêu của mình mà mua được con xe này là mừng lắm. Tâm rất là phấn khích luôn, bởi vì em ấy đẹp thật sự. Tâm cũng chưa thấy cái điểm khuyết nào hết và điểm yếu nào hết. Một con xe vừa bụng lắm, nhìn cái xe là thấy hài lòng liền. Và nhất là mình khi mà mình sử dụng được con xe tốt thì mình leo lên mình chạy cảm nhận thích lắm. Nó êm ru anh chị, nó êm ru. Alo. Để em điện lại liền cho, đang quay video cái 1 phút 2 phút nữa điện lại cho. Rồi ốc tán rồi nè anh chị coi này ha, máy này Tâm chưa hề rửa luôn nha, chưa hề rửa, chưa hề xịt nước lạnh luôn mà nó còn mới tinh nè, nắp cò chưa mở, máy rất là mới anh chị. Keo chỉ, keo đầu rin hết, thắng ABS 4 bánh nha, cục thắng ABS thì nó nằm dưới đây nè. Đó, đó cái cục còn tròn mà ra rất là nhiều dây, đó là cục thắng ABS nha. Còn nắp capo cũng chưa có tháo, keo chỉ là rin hết. Xe đẹp nha chị. Giá của nó là 290 chị. Đăng kiểm thì còn tháng 7/2023. Gương kiến là rin hết, không có like cái gì hết à. Xe này rất là rin, chỉ có cái là em ấy đã chạy thay một lần vỏ thôi. Đó, đúng ra xe này là còn vỏ luôn á, mà chủ người ta thay vỏ rồi. Nhìn cái xe cưng lắm anh chị ơi. Và mua xe này thì liên hệ Tâm nha, 0917215512 và 0974835522. Công ty ô tô Di Tâm thì có địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhiều lắm, nhiều sự lựa chọn dành cho cô chú anh chị tìm mua những cái sản phẩm vừa vừa nhỏ nhỏ, chất lượng tốt và giá thành hợp lý. Và sau này mình có muốn thanh khoản hoặc đổi xe bán lại thì nó cũng không có quá chỉ là lỗ nhiều, và muốn bán rất là nhanh, chất lượng xe thì tốt, thay thế phụ tùng dễ, chính là con Kia Morning rất là được, dễ sử dụng và dễ sửa chữa không. Ý người ta nói rất là thông dụng đó anh chị. Và liên hệ Tâm để sở hữu em nói nha. Tâm xin chào bà con và xin hẹn gặp lại ha. Nhớ bấm nút đăng ký cho ô tô Di Tâm nha anh chị nha. Rồi Tâm xin kết thúc video ở đây ạ.